Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Sự thật ở đâu? Bài viết do Thái Hóa Lộc biên soạn, Quang Trường trình bày. Tin giả, fake news hay là tin vịt đã trở thành một cơn dịch thời đại tràn lan khắp địa cầu, và nhất là tại đất nước của Hoa Kỳ, khởi đi từ cuộc bầu cử của năm 2020. Fake news, tin giả cũng như là những cơn lũ tràn lên trang mạng xã hội, truyền thanh, truyền hình và lời đồn đại mang theo một loại virus không tên, không dáng, không màu, không mùi và gieo rắc tính hoài nghi. Bệnh hoài nghi dễ sinh ra vô cảm, ngờ vực, đưa đến vấn đề trầm cảm, hoang tưởng, vẽ ra mưu này kế nọ, không ngoài chủ đích phục vụ một khuynh hướng chính trị, đảng phái hoặc gần hơn đó là cá nhân, phe nhóm. Bệnh hoài nghi thì chỉ có tự chữa, tự biết loại trừ giữa thật và giả, biết truy tầm nguồn tin đáng tin cậy. Khốn một nỗi là thời đại này là thời đại đồ giả lộng hành, bác sĩ giả, vaccine giả, khẩu trang giả, bằng giả, v.v. Tin tức thì ít xích ra nhiều, cắt xén thêm, mắm thêm muối và kèm theo lời bàn khiến cho người đọc phân vân. Và có những chuyện khó tin nhưng là có thật, thật nhưng lại khó tin. Trong dân gian đã có câu làm báo nói láo ăn tiền. Báo chí bị liệt vào loại không còn là báo bồi bổ nữa. Mấy chữ fake news, tin giả đã có từ lâu, phổ biến từ thời Tổng thống Trump nhắc hàng ngày để chỉ trích báo giới. Đối lại, ông bị tờ Washington Post gán cho là bậc thầy của nói dối. Cuộc tranh cãi giữa cựu Tổng thống Trump và quyền lực thứ tư gây go đến nỗi là thống đốc của Dân Chủ ở tại New York, đó là ông Andrew Cuomo, phải phê bình về những giọng điệu của nhà báo với một Tổng thống. Sự kiện đám đông tràn vào Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021 đã khiến cho các trang mạng xã hội như là Twitter, Instagram, Facebook và YouTube nhập cuộc, áp lệnh cấm đối với lại tài khoản của ông Trump bởi vì ông đã có những lời lẽ kích động đám đông. Sau khi mà ông Trump rời tòa Bạch Cung, thì các đợt sóng fake news, tức là tin giả, đã không lắng xuống mà còn càng ngày càng nổi cộm hơn. Fake news là tin giả không được kiểm chứng. Nhưng trước đây, trong làng báo chí rất ít nói tin giả mà chúng ta thường nghe những tin không thật, tức là tin vịt. Tin vịt cũng là tin giả. Hồi thế kỷ thứ 19, thời Pháp thuộc, xuất phát chữ Carnot. Theo Wikipedia thì nó khởi từ châu Âu ở thế kỷ thứ 17 và những tin chưa tra cứu đủ được ghi chú ở cuối bài hai chữ anti, viết tắt của chữ not testify hoặc là not true. Anti đọc theo tiếng Đức âm nghe như là con vịt, và từ đó hễ những tin ba xạo, vui, chưa kiểm chứng đều thuộc loại tin vịt. Làng báo Sài Gòn trước năm 1975 có một ao thả vịt nuôi toàn vịt cồ hay là chuyện tào lao, xịt bợp nghe qua rồi bỏ qua. Còn tin thật là những điều có lợi ích chung, được kiểm chứng là đúng và ngay tình và đáng được phổ biến. Ngoài ra thì mấu chốt để xác định giá trị của một bản tin là nguồn tin. Nói có sách bắt có chứng. Tin này phát xuất từ đâu và các cơ quan, phủ, bộ hay đoàn thể thường có nhân viên đảm nhận việc phổ biến hoạt động của mình, và đó là nguồn tin chính thức. Trong khi đó thì các hãng thông tấn như là AP, Reuters, AFP hoặc là UPI vì là cơ quan bán tin cho nên họ rất thận trọng trong việc đưa tin. Báo lớn phần nhiều sống nhờ quảng cáo cho nên họ tin của họ không tin cậy bằng nguồn tin từ các hãng thông tấn. Nói chung thì khi đọc báo, nghe đài về những tin sốt dẻo thì nên thận trọng. Hoài nghi đây không phải là hoài nghi để gạt bỏ, loại trừ, mà hoài nghi để tra hỏi, để kiểm chứng. Trực giác, linh tính của người đọc sẽ báo cho người đọc nhận thức được ngay về sự việc xảy ra, vì không hẳn những gì loan tải đều đúng hay là đều bậy, đều phịa hay là câu khách. Tin tức như là sóng ngoài biển khơi hết đợt này tiếp nối đợt khác, và đôi khi dâng lên những cơn sóng dữ, những đợt sóng thần. Và có những tin vô hại, nhưng cũng có những tin giật gân, nóng hổi, nổ to hơn là tạc đạn và gây hậu quả khôn lường. Những bản tin của hai ký giả của năm 1972 trên tờ Washington Post, đó là Bob Woodward và Carl Bernstein, đã quật ngã Tổng thống Richard Nixon. Tin về hình tướng Nguyễn Ngọc Loan là Tổng Giám đốc Nhà Cảnh sát Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, xử tử đặc công Việt Cộng Tết Mậu Thân năm 1968 ở tại Sài Gòn của phóng viên nhiếp ảnh có tên là Eddie Adams, và bức hình em bé Nepal Phan Thị Kim Phúc ở tại Tây Ninh của năm 1972 của nhiếp ảnh gia Nick Wood đã thổi bùng phong trào phản chiến và góp phần làm Sài Gòn mất tên vào năm 1975.
Ngày nay, tin tức trở nên cần yếu như là thức ăn hàng bữa. Hết tin thời tiết đến tin địa phương, tin quốc tế, tin giao thông, tin văn nghệ, tin thể thao, tin chứng khoán, tin mỗi đầu giờ ở các đài phát thanh, tin đặc biệt Breaking News khi có những biến động lớn và tin giờ chót. Lại thêm các chương trình trực tiếp truyền thanh truyền hình để các thính giả tai nghe mắt thấy tại chỗ các diễn biến đang diễn ra và còn có các mục bình luận hay là phân tích thời sự nhằm làm sáng tỏ tin tức trong tuần này, trong ngày. Tin đồn cũng dễ sợ, ảnh hưởng to rộng không ít. Cổ học Kinh Hoa có chuyện bà mẹ chạy trốn bởi vì lời đồn về Tăng Sâm là đứa con Hiền Hòa của mình giết người. Bất luận tin gì hay lời bàn nào khi mà nghe, đọc hay coi mà cảm thấy không ổn thì nên dè dặt đón nhận để tìm hiểu thêm ngọn nguồn và khuynh hướng chính trị, tôn giáo nơi xuất phát những điều đó. Tự do ngôn luận là đệ tứ quyền được Hiến pháp của Hoa Kỳ bảo vệ ngoài ba quyền pháp định, hành pháp, lập pháp và tư pháp. Truyền thông có trách nhiệm giám sát là tấm gương phản ánh mọi sinh hoạt xã hội, ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống. Ngày nay, các nhà báo đều chuyên nghiệp, được huấn luyện hẳn hòi, là những người tôn trọng sự thật, cho nên bài viết của họ phải làm cho độc giả có lòng tin. Châm ngôn của CNN là chỉ có sự kiện dẫn đầu trên thế giới về tin tức. Châm ngôn của Fox News, công bằng và cân bằng. Khách hàng của CNN thuộc thành phần cấp tiến, còn khán giả của Fox News thuộc giới bảo thủ. Cả hai đài truyền hình CNN và Fox News đều đề cao sự trung thực, khách quan, không thiên vị và trách nhiệm. Tuy nhiên thực tế thiên chức của các cơ quan chính thống đã thay đổi đưa đến tình trạng rối loạn nguồn tin. Trong bài tường thuật về buổi nói chuyện của cựu Tổng thống Trump vào ngày 28 tháng 2, 2021, tại lễ bế mạc hội nghị phong trào bảo thủ ở Mỹ thì thấy khác biệt một trời một vực. CNN thì chạy tiết, phát biểu của ông Trump hoàn toàn thất thiệt. Ông Trump cứ lặp đi lặp lại cuộc bầu cử vừa rồi bị đánh cắp. Trong khi đó thì tin của Fox News nói rằng ông Trump nói về tương lai của đảng Cộng Hòa và chỉ trích ông Biden đưa nước Mỹ đầu tiên đi đến nước Mỹ cuối cùng. Đúng là ông bảo gà, bà bảo vịt, sư nói sư phải, vải nói vải hay. Blaise Pascal là nhà vật lý và toán học Pháp có lý khi mà nói rằng sự thật nằm ở bên này dãy núi và khi mà qua bên kia là sự sai lầm. Báo chí là thức ăn tinh thần, cơ quan ngôn luận nào cũng như một tiệm phở, mỗi tiệm có một mùi riêng và vị thành phần khách hàng quen thuộc. Để cung ứng thị trường chữ nghĩa báo chí có đủ loại, đủ khuynh hướng và với sự cổ suý mỗi người là một nhà báo cùng với lại công nghệ truyền thông mới khiến cho việc thao túng và chế tạo nội dung tin tức trở nên dễ dàng. Mạng xã hội coi như là quyền lực thứ năm, tiếp tay khuếch đại các sản phẩm đó và tạo ra tình trạng rối loạn thông tin ngày hôm nay. Và cũng từ rối loạn tin tức qua những sự kiện nhưng lại diễn đạt hoàn toàn trái ngược. Và nếu chúng ta không tìm hiểu và nhận định một cách chính xác bằng sự hiểu biết khách quan thì rất dễ đi vào cạm bẫy của fake news, tức là tin giả. Nguồn gốc phát xuất từ fake news, tin giả sẽ không bao giờ cho chúng ta biết sự thật đang ở đâu và ở chỗ nào. Và chúng ta nên hiểu rằng sự thật chính là niềm tin phát xuất từ lý trí và nhận định khách quan của chúng ta trong mọi vấn đề thời sự. Vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Sự thật ở đâu? Bài viết do Thái Hóa Lộc biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.